Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thế giới nghiêng. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã leo thang đáng kể trong những tháng gần đây xung quanh bãi Cỏ Mây, một dạng san hô chìm nằm ở phía đông quần đảo Trường Sa. Nguy cơ leo thang là rất nghiêm trọng. Điều đáng quan tâm ở đây là dù đang leo thang với Philippines ở mức độ chưa từng có xung quanh bãi Cỏ Mây, nhưng Trung Quốc lại thể hiện sự kiềm chế khi Việt Nam mở rộng các tiền đồn ở biển Đông với quy mô lớn hơn và mang tính quân sự hơn nhiều chưa có ghi nhận nào về việc Trung Quốc sử dụng lực lượng bán quân sự hoặc quân sự để cản trở hoạt động cải tạo đất của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Như hai nhà phân tích là Jack Cooper và Greg Poling gần đây đã lưu ý, thái độ gây hấn của Trung Quốc đối với Philippines và kiềm chế đối với Việt Nam vì Philippines là đồng minh hiệp ước của Mỹ, trong khi Việt Nam thì không. Liên minh với các cường quốc về lý thuyết là để ngăn chặn chứ không phải mời gọi xâm lược. Như ý đồ của Mỹ đã quá rõ ràng khi xây dựng chuỗi đồng minh bao quanh Trung Quốc, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines. Nhìn vào vị trí địa lý, nếu Việt Nam gia nhập chuỗi đồng minh này thì chúng ta không khác nào còn dao đâm thẳng vào cổ họng Trung Quốc và có thể sẽ phải nhận phản ứng cực kỳ tiêu cực từ Bắc Kinh, bao gồm cả xung đột vũ trang. Vì vậy, việc đứng ngoài liên minh do mỹ dẫn đầu thực chất lại là điều tốt cho việt nam giúp chúng ta duy trì an ninh toàn diện còn theo giới phân tích phương tây cách hành xử của bắc kinh đối với philippines và việt nam khác nhau vì manila và hà nội có năng lực khác nhau trong việc áp đặt tổn thất chiến lược lên bắc kinh so với philippines việt nam có năng lực lớn hơn trong việc áp đặt những tổn thất như vậy lên trung quốc Cách giải thích đầu tiên, tập trung vào lợi ích của Trung Quốc trong việc ngăn chặn các đối thủ của mình thực hiện hành động tập thể chống lại nước này, sự kiềm chế của Trung Quốc đối với Việt Nam có thể là kết quả từ sự bế tắc đang diễn ra với Manila tại bãi cỏ mây và nhằm tránh tạo ra một cuộc khủng hoảng khác với một đối thủ khác cùng lúc. Bắc Kinh chắc chắn có lợi ích trong việc ngăn chặn hoặc trì hoãn sự xuất hiện của một hành động phản kháng tập thể từ các đối thủ của họ trong quá khứ trung quốc từng tự tin gây hấn với việt nam lẫn philippines nhưng vị thế địa chính trị của chúng ta đã thay đổi buộc bắc kinh phải kiềm chế phản ứng cách giải thích thứ hai tập trung vào lợi ích của trung quốc trong việc duy trì vùng xám và tránh chiến tranh ở biển đông tất nhiên bắc kinh đã cố gắng hết sức để thúc đẩy các yêu sách ở biển đông nhưng tránh để xảy ra xung đột vũ trang theo quan điểm này sự khác biệt trong phản ứng của bắc kinh đối với các hành động củng cố tiền đồn của philippines có thể được giải thích dựa trên xu hướng leo thang tương ứng của họ. Trong khi Việt Nam có lịch sử hàng nghìn năm chống lại thái độ gây hấn của Trung Quốc thì Manila lại không có kinh nghiệm như vậy. Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng sự kiềm chế của Manila phần lớn là do Washington không sẵn lòng cho phép đồng minh của mình mạo hiểm với những rủi ro có khả năng dẫn đến các cam kết phòng thủ chung. Các nhà phân tích Trung Quốc lập luận rằng Mỹ đang tìm cách can thiệp nhưng tránh để bị mắc kẹt vào các tranh chấp ở biển Đông. Cách giải thích thứ ba, tập trung vào quan hệ chính trị chặt chẽ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Dù có nhiều thời điểm không tin tưởng lẫn nhau, nhưng cả hai bên đều được điều hành bởi các hệ thống chính trị gần gũi, có nhiều điểm chung. Họ đoàn kết trong quyết tâm chung nhằm bảo vệ quyền lực chính trị của đảng của họ. Và cả hai đều bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền của Washington. Họ cũng quyết tâm không để quan hệ song phương xấu đi như đã từng xảy ra vào cuối thập niên 1970 và họ đã xây dựng một mạng lưới quan hệ giữa hai chính phủ và hai đảng chưa từng có để giúp củng cố quan hệ đó. Theo quan điểm này, sự kiềm chế của Trung Quốc đối với việc cải tạo đất của Việt Nam có thể phản ánh lợi ích của nước này trong việc duy trì quan hệ lành mạnh với chúng ta. Cách giải thích thứ tư xoay quanh nhận thức của Trung Quốc về mối đe dọa liên quan đến liên minh Mỹ Philippines. Kể từ cuối những năm 1990, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cho rằng Mỹ đang sử dụng các đồng minh của mình làm trụ cột cho một liên minh chống Trung Quốc nhằm ngăn cản sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Rõ ràng quan điểm này đã được ủng hộ hơn trong những năm gần đây. Các nhà phân tích và các kênh truyền thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát thường cho rằng Washington đang lợi dụng các tranh chấp ngoài khơi của Philippines và Nhật Bản với Trung Quốc để thúc đẩy các ý định chiến lược thủ địch đối với bắc kinh theo quan điểm này liên minh của manila với washington có thể khiến hành vi của nước này ở biển đông trở thành mối đe dọa đối với bắc kinh nhiều hơn so với một việt nam không liên kết cách giải thích thứ năm cũng xoay quanh liên minh mỹ philippines nhưng vì những lý do khác bởi vì bắc kinh xem liên minh này là mối đe dọa một số nhà phân tích cho rằng bắc kinh đang nhắm vào manila ở biển đông để gây chia rẽ quan hệ mỹ philippines cách giải thích này cho rằng áp lực của trung quốc xung quanh bãi cỏ mây sẽ phơi bày và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giữa washington và manila theo đó làm suy yếu liên minh chuyên gia về trung quốc robert ross gần đây đã đưa ra một lập luận như vậy cho rằng Bắc Kinh nhắm vào Manila không chỉ vì nước này là đối thủ đáng sợ hơn mà vì nước này là mục tiêu hấp dẫn hơn. Mặt khác, việc Việt Nam thiếu liên minh với Mỹ có nghĩa là việc nhắm vào nước này mang lại ít lợi ích chiến lược hơn. Chỉ ít là từ năm 2011, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã xem chính sách của Bắc Kinh ở biển Đông là nhằm cân bằng hai mục đích: duy quyền và duy ổn. Duy quyền đề cập đến lợi ích của Bắc Kinh trong việc bảo vệ và thúc đẩy các yêu sách trên biển của mình duy ổn đề cập đến lợi ích trong việc duy trì sự ổn định và rộng hơn là duy trì môi trường an ninh khu vực thuận lợi cho sự trỗi dậy của trung quốc một môi trường an ninh khu vực thuận lợi đòi hỏi phải duy trì quan hệ hữu nghị với các đối thủ đông nam á và tránh đẩy họ vào cái mà bắc kinh xem là một liên minh thủ địch do mỹ dẫn đầu vốn đang tìm cách ngăn cản sự trỗi dậy của trung quốc Lợi ích hàng hải và lãnh thổ của Trung Quốc đang xung đột với lợi ích chiến lược rộng lớn hơn của nước này trong việc duy trì môi trường bên ngoài thuận lợi. Khi thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nước này có nguy cơ gây bất ổn cho khu vực, khiến các đối thủ Đông Nam Á xa lánh và đẩy họ đến gần Washington hơn. Nếu một đối thủ thường xuyên áp đặt tổn thất uy tín lên Trung Quốc, sẽ có ít khả năng gây hại, nhưng một quốc gia không liên kết như Việt Nam vẫn có khả năng thành lập một liên minh chính thức hoặc không chính thức mới với cường quốc. Điều này sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn về hiện trạng và gây ra tổn thất lớn cho Bắc Kinh. Một đối thủ đang ở trong liên minh vẫn có thể nâng cấp quan hệ, nhưng đây thường là một thay đổi nhỏ với tổn thất không đáng kể. Do đó, Bắc Kinh sẽ không mất gì nhiều khi leo thang với một bên tranh chấp với Philippines, một đối thủ vốn đã liên kết với cường quốc thù địch là Mỹ. Trong những năm 1980, sự thù địch Việt-Trung và liên minh của Việt Nam với Liên Xô một đối thủ của Trung Quốc khi ấy đã khiến chúng ta ít có khả năng áp đặt những cái giá chiến lược lên Bắc Kinh. Vì thế, những nỗ lực trong giai đoạn cuối chiến tranh lạnh của Trung Quốc nhằm mở rộng ở biển Đông đã được tập trung nhắm vào Việt Nam, rõ ràng nhất là trong quyết định chiếm giữ 6 thực thể dọc theo rìa phía tây của quần đảo Trường Sa, nhiều trong số đó nằm ngay sát các tiền đồn hiện có của Việt Nam. Hơn nữa, Bắc Kinh đã sẵn sàng mạo hiểm xung đột vũ trang với Việt Nam vào những năm 1988 vì họ tin rằng, giống như Liên Xô đã kiềm chế không can thiệp trong chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 thì Moscow cũng sẽ không can thiệp thay mặt Hà Nội trong một cuộc xung đột ở Biển Đông. Ngày nay, tình hình đã khác, nhưng logic vẫn thế chừng nào xung đột còn ở trong vùng xám và mỹ không can thiệp quân sự thì philippines vẫn có ít khả năng hơn việt nam trong việc áp đặt cái giá phải trả chiến lược lên trung quốc bắc kinh sẽ chịu ít tổn thất hơn khi leo thang với manila nên có thể hành động mạnh tay hơn còn leo thang với hà nội sẽ khiến họ mất nhiều hơn nên phải kiềm chế philippines đã khiến trung quốc phải trả giá đắt hơn bất kỳ đối thủ nào khác Manila gần đây đã hộ tống các nhà báo đến bãi cỏ mây để quan sát và công khai các hành vi của Trung Quốc, điều mà Philippines thỉnh thoảng vẫn làm từ giữa những năm 1990. Ngay cả trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống Rodrigo Duterte, người có quan hệ tốt với Bắc Kinh, thì chính quyền của ông vẫn thường xuyên công khai và lên án các hành động của Trung Quốc ở biển Đông ngược lại việt nam thận trọng hơn và do đó có khả năng lớn hơn để áp đặt những cái giá như vậy lên bắc kinh trong tương lai quan trọng hơn vì manila đã là đồng minh thân cận của mỹ nên nước này thiếu khả năng áp đặt một cái giá cân bằng có ý nghĩa nói đơn giản là philippines vốn đã căng thẳng với trung quốc rồi có căng thẳng hơn một chút thì bắc kinh cũng không có gì phải lo sợ tuy nhiên tình trạng không liên kết của việt nam mang lại cho nước ta khả năng hình thành một liên minh chính thức hoặc không chính thức với Mỹ, nghĩa là khả năng áp đặt một cái giá phải trả chiến lược lớn hơn lên Bắc Kinh, từ đó gây ảnh hưởng cực lớn đến môi trường an ninh của nước này. Hơn nữa, Việt Nam là một nước láng giềng lục địa, có chung đường biên giới đất liền dài 1.350 km với Trung Quốc và sở hữu một trong những quân đội đáng gờm nhất ở Đông Nam Á. Việc chúng ta tham gia vào liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc trong khía cạnh duy trì ổn định. Ngược lại, Philippines nằm ở bên kia biển, sở hữu quân đội yếu và đã là một thành viên của Liên minh chống Trung Quốc do Mỹ dẫn đầu. Sự tranh lệch về rủi ro chiến lược mà Việt Nam và Philippines đặt ra đặc biệt rõ ràng trong cách mà Bắc Kinh thách thức nỗ lực củng cố và mở rộng các tiền đồn của hai nước này. Bắc Kinh có lý do chính đáng để tin rằng sự leo thang xung quanh bãi cỏ mây có thể được kiểm soát và có thể ngăn Mỹ can dự bởi vì họ đã thành công làm vậy, kể từ năm 2013, họ cũng đã quấy rối nhiều tàu Philippines xung quanh các tiền đồn khác ở biển Đông mà không hề phải trả giá. Mặt khác, nếu Bắc Kinh cố gắng ngăn chặn việc cải tạo đất của Việt Nam, Hà Nội có thể sẽ xem nỗ lực đó là gây nguy hiểm cho việc nắm giữ thực thể của họ, vốn là mỏ neo cho các tuyên bố chủ quyền ở biển Đông và khả năng xảy ra phản kháng và leo thang của Việt Nam sẽ cao hơn chính là trong những điều kiện này mà hà nội sẽ áp đặt lên trung quốc những cái giá chiến lược đắt nhất mà nước này có thể phải trả hơn nữa tình trạng không liên kết của việt nam cũng khiến trung quốc an tâm hơn vì họ hiểu những gì chúng ta đang làm đơn giản là vì lợi ích quốc gia chứ không phục dịch cho bất kỳ thế lực nào khác